Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2015. Phần đầu chương trình có những nội dung chính sau. Trà Ôn sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Vĩnh Long xây dựng đề án tái cơ cấu ngành sản xuất công nghiệp. Tin trong nước, khai mạc Festival biển Nha Trang Khánh Hòa 2015. Bổ sung thanh toán chi phí bảo hiểm y tế cho nhiều trường hợp. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 7 năm 2015, đại biểu Đảng bộ huyện Trà Ôn lần thứ 11 sẽ được tổ chức. Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị đã được hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai mạc. Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Ôn đã tập trung chỉ đạo xây dựng thảo luận báo cáo chính trị là ý kiến rộng rãi của các tổ chức cán bộ đảng viên nhân dân trong huyện để tiếp thu chỉnh sửa hoàn thiện. Đối với báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành phải đảm bảo đánh giá thực chất kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới phù hợp với đặc điểm, tiềm năng và thế mạnh của địa phương. Một nội dung quan trọng khác là công tác chuẩn bị nhân sự cũng được thực hiện đầy đủ các bước đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, trong đó quan tâm chú ý phát hiện những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng lãnh đạo quản lý, nhất là những cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Đến giờ này thì cái công tác chuẩn bị là nhân sự văn kiện là cơ bản là hoàn thành, đã được ban thường vụ là tỉnh ủy phê duyệt, sẵn sàng là coi như là cho triển khai là coi như là đi đến khai mạc đại hội. Nét nổi bật mới đại hội kỳ này là coi như là có xây dựng được cái chủ đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đó là toàn dân tộc, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu là đến năm 2020 đạt là 50% xã là nông thôn mới. Bên cạnh đó, huyện Trà Ôn còn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp trong các tầng lớp nhân dân, qua đó tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong tư tưởng và hành động của toàn đảng toàn dân. Công tác trang trí khánh tiết hậu cần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra đại hội cũng được chuẩn bị chu đáo. Chúng tôi đã phân công cụ thể cho từng thành viên để mà chuẩn bị phục vụ cho nó tốt. Chỗ nơi ăn nghỉ đại biểu, cái đại hội này chúng tôi rất là quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất về sức khỏe để cho đại biểu tham gia suốt cái đại hội. Công an huyện và ban chỉ huy quân sự huyện cũng đã có phương án cụ thể bố trí lực lượng làm sao để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong ngày diễn ra đại hội trên địa bàn huyện. Nhìn chung, đến thời điểm này thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản được giữ vững ổn định. Các lực lượng có liên quan đã chuẩn bị sẵn sàng cho đảm bảo an toàn cho đại hội. Đảng bộ huyện Trà Ôn có 36 chi đảng bộ cơ sở với 4.000 đảng viên. Tham dự đại hội đại biểu đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 có 324 đại biểu và khách mời. Với sự chuẩn bị kỹ càng và chu đáo về mọi mặt, tin rằng đại hội đại biểu đảng bộ huyện Trà Ôn lần thứ 11 nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc kỷ cương của đảng, đồng thời phát huy trí tuệ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Năm 2015, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Bình giao chỉ tiêu cho 35 chi đảng bộ cơ sở trực thuộc tạo nguồn phát triển mới cho 230 đảng viên. Đến nay đã phát triển được 117 đảng viên, đạt 50,86% nghị quyết năm. Chất lượng đảng viên mới được trẻ hóa độ tuổi hơn so với trước, trình độ văn hóa chuyên môn nghiệp vụ được nâng cao, tỷ lệ nữ, tỷ lệ giáo viên tăng hơn trước. Để đạt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2015, Huyện ủy Tam Bình chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở tập trung tạo nguồn phát triển đảng viên dịp Quốc khánh 2 tháng 9, quan tâm phát triển đảng viên dự nguồn phục vụ công tác tuyển quân năm 2016, nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng công an, lực lượng vũ trang và các đoàn thể chính trị xã hội ấp khóm. Trong 6 tháng đầu năm, các di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh đã đón tiếp và phục vụ trên 238.000 lượt khách tham quan, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Bảo tàng tỉnh đón trên 5.000 lượt khách, nhà truyền thống đảng bộ 800 lượt, khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng 35.400 lượt, khu di tích cách mạng Cái Ngang 9.200 lượt, khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt 45.000 lượt, khu lưu niệm cố giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa hơn 1.000 lượt. Để tiếp tục thu hút nhiều hơn lượng khách tham quan các di tích trên địa bàn, Ban Quản lý di tích tỉnh cho biết
đang hoàn thành hồ sơ khoa học khu di tích lịch sử cách mạng Cái Ngang, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xem xét xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Ngoài ra, Ban quản lý di tích tỉnh cũng tiếp tục thực hiện đề tài nghiên cứu bảo tồn nhà xưa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, bổ sung nội dung hồ sơ lý lịch một số di tích đình thánh thất trên địa bàn tỉnh để sớm hoàn tất thủ tục xếp hạng di tích. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành công thương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, hướng đến mục tiêu trong giai đoạn 2016-2020, tăng trưởng sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt bình quân 14% một năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 13% một năm. Đến năm 2020, cơ cấu khu vực 2 chiếm 26% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Để đảm bảo đạt mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục kêu gọi đầu tư phát triển các khu cụm công nghiệp tại địa phương, tỉnh sẽ tạo điều kiện cho các ngành kinh tế có lợi thế phát triển ổn định và bền vững. Chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ gắn với phát triển du lịch, bảo tồn ngành nghề truyền thống, khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước nhưng không gây ô nhiễm môi trường. Trong đó, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống, cơ khí phục vụ nông nghiệp, công nghiệp hóa chất, công nghiệp dược, công nghiệp nhẹ nhằm giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương. Từ đầu năm đến nay, các địa phương đang thực hiện các thủ tục để thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý sang doanh nghiệp, hợp tác xã, khai thác quản lý chợ đối với các chợ Tân Thành, Tân Quốc, huyện Bình Tân và thành lập cụm chợ Phước Thọ, phường 8, thành phố Vĩnh Long. Đến nay, toàn tỉnh có 10 doanh nghiệp và 6 hợp tác xã tham gia đầu tư xây dựng, khai thác, quản lý 19 chợ. Trong đó, thực hiện chuyển đổi từ mô hình ban quản lý chợ sang doanh nghiệp là 3 chợ và chuyển đổi sang mô hình hợp tác xã 8 chợ. 7 chợ được doanh nghiệp đầu tư xây dựng, khai thác, quản lý, 1 chợ của tư nhân và 1 khu thương mại. Theo đánh giá của Sở Công Thương, qua thực hiện chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã, khai thác quản lý chợ, bước đầu đã mang lại hiệu quả khả quan, quy động được nguồn vốn trong doanh nghiệp, hợp tác xã để đầu tư cải tạo, nâng cấp chợ, mở rộng các dịch vụ. Kế hoạch trong nửa cuối năm, tỉnh sẽ thực hiện các thủ tục để chuyển đổi mô hình hoạt động 5 chợ. Các cơ quan hữu quan trong tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chính sách chủ trương của nhà nước trong công tác quản lý, chuyển đổi mô hình khai thác quản lý chợ để các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư nhằm từng bước xã hội hóa công tác xây dựng khai thác quản lý chợ theo chủ trương chung của chính phủ. Vụ lúa thu đông năm 2015, tỉnh Vĩnh Long có kế hoạch xuống giống hơn 52.000 ha. Đến nay, bà con nông dân trong tỉnh đã xuống giống được hơn 19.200 ha, đạt 36,8% kế hoạch. Trong vụ này, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh khuyến cáo bà con nông dân nên sử dụng các giống lúa chất lượng như OM5451, OM6976, OM4900, OM4218, OM7347, OM6600. Đây là những giống lúa có khả năng kháng một số loại sâu bệnh và có sức chống chịu với thời tiết vụ thu đông. Ngoài ra, bà con nông dân cũng được khuyến cáo nên áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến như 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, cách ly thời gian xuống giống giữa hai vụ từ 3 đến 4 tuần để góp phần tiêu diệt mầm bệnh lưu tồn trong đất. Theo kế hoạch, vụ lúa thu đông năm nay, tỉnh sẽ tập trung xuống giống vào 2 đợt. Đợt sớm xuống giống khoảng 12.000 ha từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6, tập trung ở những vùng thu hoạch lúa hè thu sớm gian quốc lộ 54 của hai huyện Trà Ôn, Vũng Liêm, thị xã Bình Minh, dùng đất cò gian sông Măng thuộc huyện Tam Bình, gian sông Tiền thuộc huyện Mang Thít. Trên đợt chính vụ sẽ xuống giống tập trung từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8, dự kiến xuống giống khoảng trên 40.000 ha, phân bố ở hầu hết các huyện thị thành phố trong tỉnh. Tối qua tại quảng trường 2 tháng 4, thành phố Nha Trang, Festival Biển Nha Trang năm 2015 mang chủ đề Hòa bình và sáng tạo được khai mạc trọng thể với sự tham dự của hơn 25.000 người dân địa phương và du khách. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự buổi lễ, cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh đạo các bộ ngành địa phương cùng nhiều du khách quốc tế. Đây là kỳ Festival Biển thứ 7 được Khánh Hòa tổ chức và diễn ra 2 năm một lần kể từ năm 2003 nhằm tôn vinh thế mạnh của biển đảo Việt Nam, vẻ đẹp của danh thắng vịnh Nha Trang và truyền thống văn hóa biển đảo lâu đời của vùng đất rừng trầm biển Yến Khánh Hòa. Festival Biển Nha Trang 2015 không chỉ là sự kiện văn hóa du lịch mà còn là hoạt động để bày tỏ tình yêu và trách nhiệm với biển đảo thiêng liêng và trường tồn của Tổ quốc.
Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là phải bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, làm cho biển giàu hơn và khai thác có hiệu quả hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên biển đảo. Diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 7 tại thành phố Nha Trang và các huyện thị lân cận, Festival Biển Nha Trang năm 2015 có trên 50 hoạt động lễ hội, văn hóa, thể dục thể thao, kinh tế và hội thảo khoa học, là sự kết nối giữa truyền thống và đương đại của một địa phương đã và đang trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước. Bộ Giao thông Vận tải đang xây dựng đề án xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020 nhằm tái cơ cấu nguồn lực đầu tư trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông nói riêng, góp phần tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nói chung trong bối cảnh nợ công ở mức cao. Trong lĩnh vực giao thông đường bộ, ưu tiên nguồn lực kêu gọi đầu tư trước một số đoạn tuyến đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam, tuyến nối Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh với các cửa ngõ và các đầu mối giao thông quan trọng. Phấn đấu đến năm 2020, hoàn thành đưa vào sử dụng khoảng 2.500 km đường cao tốc. Trong lĩnh vực hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa và đường sắt, tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống cảng biển quốc gia, các cảng cửa ngõ quốc tế, các bến cảng nước sâu tại ba vùng kinh tế trọng điểm có khả năng tiếp nhận các tàu container thế hệ mới. Tập trung vào hệ thống cảng chuyên dùng và một số tuyến luồng đường thủy trọng yếu. Áp dụng hình thức doanh nghiệp tự đầu tư đối với cảng, bến thủy nội địa, hình thức PPP đối với luồng đường thủy nội địa. Bộ Y tế vừa đề nghị Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam bổ sung thanh toán chi phí bảo hiểm y tế cho nhiều trường hợp. Bộ Y tế đề nghị nhập chi phí khám ngoại trú vào chi phí nội trú để thanh toán chi phí của người bệnh là dân tộc thiểu số, người nghèo, vùng khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo trong trường hợp khám chữa bệnh không đúng tuyến, có điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện. Thanh toán chi phí trong trường hợp bệnh nhân được cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gửi cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khác để thực hiện xét nghiệm hay chẩn đoán hình ảnh do cơ sở khám chữa bệnh chuyển đi không có trang thiết bị thực hiện dịch vụ kỹ thuật đó. Qua ra, Bộ Y tế cũng đề nghị bổ sung thanh toán đối với trường hợp phối hợp cán bộ của chuyên khoa của bệnh viện khác thực hiện các dịch vụ tại bệnh viện khi đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Thanh toán số tiền cùng chi phí chi trả khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt 6 tháng lương cơ sở đối với người tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ 5 năm trở lên. Thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người già, yếu, lão suy, không đến cơ sở khám chữa bệnh để khám chữa bệnh định kỳ được. Tin từ Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic vật lý quốc tế năm 2015 tại Ấn Độ với 5 thí sinh đều đạt giải. Ba học sinh đạt huy chương vàng gồm Vũ Thanh Trung Nam, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, Nguyễn Công Thành, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú Hải Phòng, Đinh Thị Thương Thảo, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. Em Đinh Thị Hương Thảo được nhận giải đặc biệt là thí sinh nữ có thành tích cao nhất. Hai học sinh đạt huy chương bạc gồm Nguyễn Ngọc Khánh, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, Nguyễn Quang Nam, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. So với năm 2014 và so với các nước trong khu vực, Việt Nam đã vượt lên Singapore, Indonesia và Thái Lan, chỉ sau Trung Quốc và Đài Loan. Kết hợp cả Olympic châu Á năm 2015, thì đoàn vật lý năm nay có thành tích tốt nhất từ trước đến nay. Chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự tối mai.